Huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã chia sẻ với truyền thông Anh về quan điểm của mình trong bóng đá hiện đại. Ông cho biết sự kiên nhẫn không còn đặc biệt quan trọng và để thành công, đội bóng cần phải thể hiện sự xuất sắc ngay từ ngày đầu tiên. Kết quả là điều quan trọng nhất trong môi trường bóng đá ngày nay. Ông không thể chờ đợi trong một thời gian dài và cần phải sẵn sàng để cạnh tranh và đánh bại những đối thủ như Liverpool. Huấn luyện viên người Argentina cũng đã nêu rõ mục tiêu của mình tại Chelsea. Ông muốn đội bóng giành chiến thắng, xây dựng phong cách chơi, tạo triết lý và văn hóa độc đáo. Ông cũng thể hiện ý định mang tới năng lượng tích cực cho các cổ động viên và xây dựng sự gắn kết mạnh mẽ cho câu lạc bộ. Pochettino cũng nhấn mạnh rằng, tại một câu lạc bộ như Chelsea, việc giành chiến thắng là vô cùng quan trọng để đảm bảo sự thành công. Theo thông báo từ ban tổ chức, trận đấu giữa Chelsea và Liverpool sẽ diễn ra tại sân Stamford Bridge trong vòng mở màn ngoại hạng Anh mùa giải năm 2023 đến năm 2024. Hai đội đã có tỷ số hòa không bàn thắng trong 4 lần gặp nhau gần đây. Sự quay trở lại của Pochettino tới ngoại hạng Anh xảy ra sau một thời gian chờ đợi. Tân chủ tịch Todd Bowley của Chelsea đã đầu tư hơn 700 triệu đô la Mỹ để chiêu mộ 17 cầu thủ và thay 3 lần huấn luyện viên trong mùa trước. Tuy nhiên, thành tích của Chelsea không như mong đợi khi kết thúc mùa ở vị trí thứ 12 ngoại hạng Anh và bị loại sớm khỏi nhiều giải đấu. Mặc dù vậy, Pochettino vẫn tin rằng Chelsea là một câu lạc bộ lớn ở Anh và tự hào khi trở lại làm việc tại sân Stamford Bridge. Huấn luyện viên Pochettino từng dẫn dắt Tottenham Hotspur giai đoạn năm 2014 đến năm 2019 và đưa đội bóng này liên tục đứng trong top 4 ngoại hạng Anh, cùng với việc vào chung kết Cup Liên đoàn năm 2014 đến năm 2015 và chung kết Champions League năm 2018 đến năm 2019.